bốn khí chất cần có của một người đàn ông đại phú quý. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình và xã hội là vô cùng to lớn. Để có thể đảm đương được trách nhiệm ấy, người đàn ông không nhất thiết phải có bằng cấp cao, nhưng nhất định phải có cốt khí, khí khái, không dễ dàng chịu khuất phục. Chính vì vậy, một người đàn ông bản lĩnh thực sự luôn mang trong mình bốn khí chất mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Thứ nhất, đó là hòa khí. Xử sự khiêm tốn, không tranh giành, sinh ra hòa khí. Học giả Hồng Ứng Minh, triều nhà Minh từng nói, người tâm bình khí hòa thì trăm phúc tự đến. Người có thể xử sự bình hòa, làm người có hòa khí, không vì những tranh luận vô nghĩa mà đánh mất thời gian. Ít nóng giận vô cớ sẽ có nhiều nhân duyên và mối quan hệ tốt. Mọi chuyện tự nhiên cũng thuận lợi và thường dễ thành công. Mạnh Tử từng nói, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Có thể thấy người xưa vô cùng coi trọng hòa khí. Hòa khí là sự bao dung, là tinh thần hợp tác, là ý thức tập thể. Hòa khí vừa là một loại hình thái bên ngoài, càng là một loại tu dưỡng bên trong. Một người có hòa khí mới có thể chung sống hài hòa với người khác, hợp tác tốt với cộng sự, từ đó mà sự nghiệp thành công. Người có hòa khí là người độ lượng rộng rãi, hậu đức tài vật, co được, giãn được. Người hòa khí nhiệt tình mà không giả bộ, trung thành mà không giả tạo. Họ thi ân xuất phát từ lòng chân thành, không phải lợi dụng người khác để mua danh chuộc tiếng. Nhìn thấu người khác mà không vạch trần, luôn để cho người một đường lui. Người như vậy vừa được lòng người, lại sống không tranh với đời, ung dung tự tại mà bình an. Thứ hai là chí khí. Gặp khó khăn, ra sức gánh vác, nhẫn nhục, chịu khổ, có thể nuôi dưỡng chí khí. Cổ nhân nói, nhân vô chí bất lập. Ý nói, người mà không có ý chí, chí hướng thì không thể đứng được ở đời. Khổng Tử giảng, ba quân có thể bị mất đi chủ soái, nhưng ngay cả thất phu cũng không thể làm mất đi ý chí của mình. Mỗi người có một mục tiêu, nhưng để đạt được mục tiêu ấy thì cần phải có ý chí. Người mà chí không mạnh thì trí tuệ sẽ không đạt. Hết thảy sự thành hay bại của sự nghiệp đều được quyết định bởi điều này. Cổ ngữ có câu, nhân cùng chí không cùng. Ở thời điểm khó khăn hay thời điểm gặp phải bị bức ép, người có chí khí sẽ thủ vững được chí hướng, tiếp tục kiên trì với mục tiêu của mình. Người có thể nhẫn nhục, gánh trọng trách của mình thì cuối cùng cũng sẽ có thành tựu. Từ Mã Thiên xưa kia vì bênh vực cho một võ tướng mà bị thiến, bị cầm tù. Sau khi ra tù, ông luôn cảm thấy nhục nhã vì hình phạt bất công, nhưng vẫn nhẫn nhục để hoàn thành trọn bộ sử ký. Sử ký sau này trở thành một trước tác lịch sử đồ sộ nổi tiếng trên thế giới. Thứ ba, đại khí. Đại khí là phong thái, khí chất, khí độ của một người. Là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ các tố chất của một con người. Một người đàn ông đại khí phải có tầm nhìn xa trông rộng, hạo nhiên khí khái, cương trực ngay thẳng. Một người đàn ông có thể không thông minh, không giỏi giao tế, nhưng nhất định phải có đại khí. Nếu gặp phải một chút suy sụp, liền không thể đứng dậy được. Nếu nghe được một vài câu nói bất lợi, liền không buông được. Nếu động một chút liền oán trời trách đất, oán hận người khác, thì đó là người khuyết thiếu đại khí. Cổ nhân cho rằng, làm người có bao nhiêu đại khí thì có bấy nhiêu thành công. Lâm Tắc Từ, vị quan nhà Thanh từng nói, biển lớn dung nạp trăm nghìn sông, bởi tấm lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại. Vách núi nghìn trượng sừng sững, vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực.
Đại khí không phải sinh ra, đã có, mà trải qua quá trình tu dưỡng trong cuộc sống hàng ngày mà có được. Nó là một loại hạo nhiên chính khí vô cùng mạnh mẽ. Nhà văn Triều Thanh, Phùng Mộng Long viết: có thể bao dung được tiểu nhân mới thành người quân tử. Đại khí sẽ khiến cho một người có thể vững vàng chín chắn, thoải mái tự nhiên ở phương diện đối nhân xử thế. Một người đại khí đã hiểu rõ thế sự, hiểu thấu nhân tình, biết tiến thoái hợp thời, hiểu lòng người. Cho dù gặp nỗi buồn vô hạn, họ cũng vẫn nở một nụ cười. Không gì có thể dễ dàng làm cản trở hay ảnh hưởng đến khí trong lòng họ. Thứ tư, đó là dũng khí. Dũng khí quyết định sự kiên quyết và phong cách làm việc của một người. Người có dũng khí đủ thì làm việc mạnh mẽ vang dội, quyết đoán, có sức mạnh, làm người dũng cảm hướng về phía trước. Trái lại, người thiếu dũng khí sẽ luôn sợ hãi rụt rè, do dự, thiếu quyết đoán, lâu dần khiến người khác khó tin tưởng. Vì vậy, làm người hay làm việc đều cần phải có dũng khí. Dũng khí của một người đàn ông xuất phát từ việc kiềm chế được bản thân. Bởi vì ngay cả bản thân mình không quản được thì không thể nói đến việc quản người khác. Dũng khí không phải ngạo khí ngông cuồng, tự đại, mà là chính khí của tấm lòng vô tư, thản đãng. Dũng khí cũng không phải là không biết người, không biết sợ, mà là trong lòng đã có định liệu trước rồi. Một người có lý luận thâm sâu, được rèn luyện hàng ngày, có tri thức phong phú, có khả năng suy nghĩ thành thục, phú quý mà không phóng túng, nghèo hèn mà không thay đổi, uy vũ mà không chịu khuất phục, thì là có dũng khí. Dũng khí này đến từ học thức thực sự, bản lĩnh thực sự, thể hiện ra ở hành động, không phải chỉ lời nói. Quý vị thân mến, người đàn ông, người chồng có vai trò là trụ cột của gia đình, cho nên phẩm chất và sự tu dưỡng của họ là vô cùng quan trọng. Một người đàn ông có tu dưỡng, có bản sự sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất, tạo nên một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Muốn xem một người chồng có tu dưỡng, có bản sự hay không thì có thể nhìn vào những phẩm chất ngay sau đây. Thứ nhất, không dễ dàng nóng giận. Người cao thượng thường không nóng nảy. Người đàn ông càng có bản sự, có phẩm chất tốt thì sự tu dưỡng cũng càng cao. Cho dù chịu nhiều áp lực, thậm chí bị oan ức, nhục mạ, người ấy cũng có thể nhẫn nhịn và để chúng ở bên ngoài cánh cửa nhà. Trong gia đình, một người chồng có tu dưỡng sẽ không ở trước mặt vợ con mà chút giận oán trách, lại càng không quát mắng. Người có bản sự hiểu rằng tức giận không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà còn làm sự tình xấu hơn. Chỉ những người có tu dưỡng mới có thể tiết chế được cảm xúc của bản thân, không hề nóng giận trước bất kể sự việc gì. Cũng bởi vì không nóng giận, nên mọi việc người đó làm đều là lý tính, có thể tỉnh táo đánh giá tình hình và đưa ra phương án sáng suốt. Thứ hai, không bỏ mặc gia đình. Người đàn ông có tu dưỡng hiểu rằng ngoài công việc ra còn phải làm tròn bổn phận của người con, trách nhiệm của một người chồng, người cha. Người đàn ông có chút thành đạt, có địa vị ngoài xã hội liền bỏ bê, không quan tâm đến gia đình thì đó là người thiếu bản sự, không có tu dưỡng. Người có thể giáo dục con cái, quan tâm đến vợ, hiếu kính cha mẹ, tận sức thực hiện trách nhiệm của bản thân mình mới xứng đáng là trụ cột của gia đình. Người có trách nhiệm, cho dù sự nghiệp đi lên hay đang đi xuống, cũng luôn biết rằng gia đình là bến đỗ của bản thân, có thể tâm niệm vì gia đình mà cố gắng. Điều thứ ba, nghiêm khắc với bản thân. Xã hội hiện đại có những thứ gọi là phong trào giải phóng tình dục, nhưng thời xưa thì gọi đó là nam nữ dâm ô trụy lạc. Người đàn ông dù có được người đời tán dương, nhưng chỉ cần phạm phải việc quan hệ bất chính thì sẽ không còn xứng là chính nhân quân tử nữa, thậm chí còn phải chịu sự trừng phạt của thiên lý.
một người đàn ông có định lực kiên cường thì gặp sắc không mê. Người như vậy, dù ở vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, họ cũng cự tuyệt sự hấp dẫn của sắc đẹp, một lòng bảo hộ gia đình mình. Kỳ thực, không chỉ trong phương diện sắc tình, mà trong các phương diện khác, người chồng cũng cần nghiêm khắc với bản thân. Người chồng phóng túng ở bất cứ phương diện nào, thì gia đình cũng sẽ thể hiện thiếu sót ở phương diện đó. Người chồng lười biếng thì gia đình túng thiếu, tùy tiện thì gia đình bừa bộn, hậm hực thì gia đình căng thẳng. Bởi vậy, khi gia đình có chỗ nào đó chưa ổn, đầu tiên, người đàn ông cần xem lại chính bản thân mình. Điều thứ tư, bao dung người khác. Cổ nhân giảng, nam nhân tâm phải rộng, nữ nhân tâm phải thiện. Người đàn ông được coi là đại trượng phu, nhất định phải có tấm lòng bao dung, quảng đại. Đàn ông không bao dung được cha mẹ thì là tiểu nhân, không bao dung được vợ thì là hẹp hòi, không bao dung được con cái thì là thiếu tử tâm. Nếu trong gia đình, người chồng mà việc gì cũng so đo tính toán, luôn tranh hơn thua, thì sẽ khiến cuộc sống gia đình rất mệt mỏi, không khí luôn căng thẳng, ngột ngạt. Đàn ông có bản sự, có tu dưỡng sẽ không bị những phiền muộn trong cuộc sống chi phối, trói buộc mà thay đổi tâm tính của mình. Họ luôn dùng tấm lòng bao dung của mình mà bao dung hết thảy, khiến gia đình ngày càng tốt đẹp. Một người đàn ông có chí khí, có phẩm chất, bên ngoài có thể phiêu bạt làm việc, nhưng về nhà luôn điềm đạm, hòa ái, nhẫn nhịn. Một người đàn ông có bản sự, có tu dưỡng, không phải là ở chỗ kiếm được bao nhiêu tiền, mua được bao nhiêu nhà cửa, đất đai, mà là trong ngôi nhà của người đàn ông ấy thì cha mẹ, người vợ, người con có thể cảm thấy có được bao nhiêu sự ấm áp.